Mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Để Lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip để giới thiệu với các bạn về cái dòng quạt DC theo yêu cầu của một số bạn khán giả trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình làm video clip này để chia sẻ cho các bạn về cái cách mà chúng ta phân biệt và xác định hư hỏng cái quạt DC này nó như thế nào. Cái vấn đề quan trọng của chúng ta đó là khi mà các bạn đi sửa chữa máy cho khách hàng ấy, thì các bạn gặp phải một cái vấn đề đó là gì? Cái máy điều hòa sử dụng cái quạt là dòng quạt DC, hay còn gọi là quạt gì? Quạt inverter. Đó, thì nó gặp cái gì? Cái bệnh, ban bệnh báo lỗi về quạt, cũng như là các bạn đang nghi ngờ nó hư hỏng về quạt. Vậy thì các bạn chưa nắm được là làm thế nào để chúng ta xác định được là cái quạt nó bị hư hỏng hay là cái mạch điện bị hư hỏng, để từ đó các bạn có các cái hướng đi cho nó chính xác. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta phân biệt được là loại quạt nó là loại quạt gì, nó như thế nào. Chúng ta sẽ khám chữa và kiểm tra xem xác định hư hỏng của nó là như thế nào, để chúng ta có kết luận là hư hỏng do quạt hay là hư hỏng do mạch điện, do bót mạch điều khiển, để chúng ta có thể có những cái hướng sửa chữa cho khách hàng. Thế thì để mà kiểm tra được cái quạt đấy nó hư hỏng hay không, hay là cái mạch điện nó hư hỏng, thì trước tiên chúng ta phải có hiểu biết về cái loại quạt. Rồi, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn chia sẻ với các bạn cái quạt DC, kể cả quạt cục nóng hay quạt mặt lạnh, thì họ cũng đều sử dụng, hiện tại thì các cái công nghệ mới thì người ta đều sử dụng là quạt DC hết các bạn nhé. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì quạt DC ấy, thì nó mang lại một cái lợi ích, mà đó là gì? Đối với những cái loại quạt công suất lớn dành cho máy 18.000 hoặc 24.000 trở lên, hoặc thậm chí là những cái máy 9.000, thì người ta sử dụng quạt DC với cái mục đích là, thứ nhất là cái tốc độ gió của nó gì khá là mạnh, đặc biệt những cái quạt mà những cái máy mà có công suất lớn thì người ta cần một cái lưu lượng gió ở mặt lạnh khá là mạnh. Đó, thứ hai là người ta cần cái độ êm ái của nó. Chính vì từ hai cái yêu cầu đó mà các quạt thông thường, cái quạt AC thông thường của chúng ta là không đáp ứng được cái yêu cầu đó, thì chính vì thế mà người ta phải sử dụng cái quạt DC để nhằm vào cái mục đích như vậy. Thế thì chính cũng đó cũng là cái khó khăn để cho một số anh em chúng ta chưa nắm được khi mà nó xảy ra cái bệnh liên quan tới cái quạt, hoặc là cái mạch điều khiển của cái vấn đề điều khiển cái quạt, thì chúng ta không có cái hướng xác định được, bởi vì chúng ta chưa nắm được cái nguyên lý vận hành của nó như nào. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, để khám chữa được cái quạt thì đầu tiên các bạn phải hiểu về cái cấu tạo cũng như là cái nguyên lý làm việc của cái quạt, thì các bạn mới có thể khám và kiểm tra được hư hỏng của nó. Thế thì cái quạt DC này thì nó được chia ra thành 3 loại. Đấy, thì mình giới thiệu các bạn là quạt DC được chia thành 3 loại, kể cả quạt cục nóng hay quạt mặt lạnh các bạn nhé. Đây mình cầm mình rất là nhiều quạt luôn, kể cả quạt của máy nội địa hay là máy 220V, thì cấu tạo và nguyên lý làm việc người ta cũng giống nhau, không có vấn đề gì khác nhau cả, chỉ khác nhau về cái lưới điện hoạt động thôi. Ví dụ quạt DC của máy nội địa thì người ta dùng điện là 140V DC, còn đối với máy gì hàng Thái Lan 220 thì người ta dùng điện 300V DC. Như vậy, tóm chốt lại để phân loại được quạt thì các bạn chỉ cần biết là có 3 loại. Thì cái loại thứ nhất là có IC công suất bên trong. Loại thứ hai là không có IC công suất bên trong. Và loại thứ ba là gì? Không có IC công suất bên trong, cũng không có xung hen luôn. Đấy. Còn cái loại thứ hai là gì? Có IC, không có IC công suất bên trong nhưng có xung hen. Đó. Các bạn lưu ý nhá, mình xin nhắc lại một lần nữa là 3 loại, các bạn phải phân biệt rõ ràng ra. Thì các bạn nắm được cấu tạo và nguyên lý của nó rồi thì các bạn mới có thể kiểm tra được. Cho nên mình phải giới thiệu về cấu tạo và cái làm việc của nó trước thì các bạn mới có thể đo đếm và kiểm tra hư hỏng nó được. Loại thứ nhất. Rồi, loại thứ nhất là quạt DC có bo công suất ở bên trong. Loại thứ hai, quạt DC không có bo công suất bên trong, nhưng một loại có xung hen và một loại là gì? Không có xung hen. Tức là gì? Một loại là gì? Không có công suất bên trong nhưng có xung hen. Và một loại là gì? Không có công suất bên trong, không có xung hen. Rồi, các bạn phân biệt là 3 loại như vậy nhá. Rồi, thì sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn là làm thế nào để chúng ta phân biệt được là nó có IC công suất bên trong hay không có IC công suất bên trong. Thì như sau,
Loại quạt có bo công suất ở bên trong như thế này thì nó thường là giắc cắm là gì? 5 chân. Đây là cái quạt của Sharp, của hãng Sharp. Nó thường có 5 chân và người ta sẽ có hai dây đen đỏ là cấp nguồn gì? Phải cấp nguồn 300V và hai dây đen đỏ. Hoặc là quạt của hãng Panasonic. Đây, quạt Panasonic. Các bạn thấy chữ Panasonic đây. Đây, các bạn nhìn chưa? Panasonic, một cái quạt khá là quen thuộc với các bạn, DC Panasonic. Đây, mình nghiêng cho các bạn nhìn rõ, Panasonic. Điện áp sử dụng là gì? Quạt này 40W và điện áp sử dụng là DC 280V cho đến 340V. Loại quạt có bo công suất nằm bên trong là các bạn sẽ nhìn thấy cái giắc cắm của nó thường là gì? 5 chân. Và nó sẽ có gì? Cái cặp dây đen đỏ này dùng để cấp nguồn 300V cho cái khối công suất trong này làm việc. Đó, thế thì cái quạt mà có bo công suất nằm bên trong bao giờ cũng cần phải có cái chân cấp nguồn DC 300V này nhá. Thế còn cái quạt mà không có bo ở bên trong ấy thì nó đây. Đấy, cái quạt này là cái quạt mà không có bo công suất bên trong thì người ta không cần phải cấp nguồn DC 300V. Chính vì thế mà trên cái giắc cắm của nó các bạn chỉ thấy là gì? Nó có ba cái chân. UVV kép. Đó. Nó không có bo công suất bên trong thì đương nhiên là nó không cần phải cấp nguồn vào trong quạt làm gì, nó chỉ cần có ba chân UVV kép và các cái chân gì? Chân phản hồi tốc độ xung hen thôi. Đó, bởi vì IC công suất của nó nằm bên ngoài bên mạch cho nên nó không cần phải để bên trong quạt. Còn cái loại này gì? Cái loại là IC công suất nằm bên trong quạt thì bên ngoài mạch điện sẽ không có IC điều khiển công suất quạt nữa. Đó, các bạn cần phân biệt rõ ràng. Đấy. Cách để chúng ta phân biệt được là gì? Loại này có IC ở bên trong hay không? Hay không có IC? Chính là các bạn nhờ vào là gì? Cái chân cắm của nó. Cái chân mà có gì? Có chân cắm nguồn 300V như thế này. Loại rắc mà thường là 5 chân. Kể cả quạt cục nóng luôn các bạn nhé. Đây, quạt cục nóng của gì? Của Daikin Gaia R410 thì các bạn thấy là gì? Nó cũng là rắc cắm 5 chân. Thì người ta sẽ dùng gì? Dây đỏ và dây xanh này dùng để cấp nguồn 300V. Còn các cái chân còn lại đều là các chân điều khiển. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiệm vụ của từng chân một. Đấy, nhưng mà cái loại mà gì có chân cấp nguồn 300V này là loại có IC nằm ở bên trong quạt các bạn nhé. IC công suất nằm bên trong giống như cái quạt mặt lạnh này. Thì đối với cái loại mà bao có ba chân UVV kép không á thì bo công suất người ta để ở bên ngoài, người ta cũng không cần có xung hen nằm bên trong quạt để phản hồi tốc độ. Thì các bạn kiểm tra hư hỏng của nó đơn giản nhất đó là gì? Khi mà gặp một cái bệnh liên quan tới quạt không chạy. Đấy, hoạt không chạy. Và mà cái quạt nó sử dụng là cái loại quạt mà chỉ có ba chân UV ghép như vậy, thì các bạn chỉ có thể kiểm tra hư hỏng để xác định là hư hỏng do quạt hay do mạch điện. Thì các bạn chỉ kiểm tra được hư hỏng là như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ đo ba chân UV ghép của nó xem là điện trở nó có bằng nhau không. Đây, các bạn dùng đồng hồ cơ hay đồng hồ điện tử đều đo được. Thì các bạn sẽ đo cho mình ba chân UVV kép. Nếu mà điện trở của nó gì? Bằng nhau. Đây, ví dụ giả sử con này mình đo là các bạn thấy là gì? Ví dụ mình đo cặp chân này nó khoảng tầm 100 ohm. Mình đo cặp chân tiếp theo của nó. Các bạn thấy là gì? Nó khoảng tầm xấp xỉ trong loanh quanh khoảng 100 ohm. Đó, rồi mình đo cặp chân tiếp theo. Nó vẫn trong khoảng 100 ohm. Như vậy là gì? Ba chân đấu điện này chúng ta sẽ có mấy lần đo? Chúng ta có một lần đo này, hai lần đo và ba lần đo. Ba chân đấu điện ra sẽ có ba lần đo. Đấy, ba chân này nó vẫn có điện trở bằng nhau là các bạn yên tâm là cái cuộn điện ở bên trong này không hư hỏng. Và chúng ta chỉ cần kiểm tra xem là cái trục của nó có bị hóc bi, có bị xét dỉ vòng bi hay không, nó có bị cứng trục hay không là ok các bạn nhé. Đối với cái loại quạt mà gì có ba chân đấu điện UVV kép không thì các bạn chỉ kiểm tra được như vậy đối với quạt thôi. Là thứ nhất là các bạn kiểm tra cuộn điện, ba cái chân cuộn điện này đo có điện trở là gì? Bằng nhau. Ba cái chân UVV kép các bạn đo có điện trở bằng nhau, giống hệt nhau. Rồi, thế còn cái thứ hai là các bạn kiểm tra xem cái trục quạt nó có bị hóc hay không. Rồi, tiếp theo để phân loại được là cái quạt đấy bị hư hỏng hay là cái mạch điện bị hư hỏng sau khi các bạn đã kiểm tra cái cuộn điện của cái quạt cũng như là cái trục của cái quạt có trơn hay không, thì các bạn sẽ làm một cái mạch như này để các bạn tiện đi sửa chữa này. Mình giới thiệu cho các bạn luôn. Nếu như cái quạt
mà các bạn đã đo mà nó ok về điện cũng như là trục quạt trơn thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái mạch như này để chúng ta xác định xem mạch điện có ra lệnh cho quạt chạy hay không. Ở đây thì mình đã vẽ sẵn. Thì để thử được cái mạch điện xem nó có điều khiển được cái quạt dạng có 3 chân UV kép như vậy không á, thì các bạn làm cho mình một cái mạch nho nhỏ. Các bạn sẽ dùng ba cái bóng đèn led thì các bạn sẽ mắc chung nhau một chân, thì các bạn mắc chung chung chân mát hay chân dương đều được, nhưng mà các bạn phải mắc gì cả ba con cùng chung mát hoặc cả ba con cùng chung dương, chứ các bạn không nên mắc là gì con thì chung dương, con thì chung mát nhá. Theo hình vẽ ở đây thì mình chia sẻ thì các bạn có thể đấu chung chân mát, ba con cùng đấu chung vào nhau và chân mát, và mỗi chân dương còn lại các bạn sẽ mắc với mình một, cho mình một điện trở từ 100k trở lên đó. Ba con các bạn đều mắc với ba điện trở, mỗi con một điện trở 100k trở lên, rồi ba cái chân từ điện trở này ra các bạn sẽ mắc cho mình ba cái dây dẫn, và các bạn sẽ mắc cho vào mình là kẹp vào ba cái kẹp cá sấu để các bạn tiện việc kẹp vào cái rắc cắm của quạt đó. Các bạn chỉ cần chế một cái mạch nho nhỏ như vậy thôi. Cái mạch này thì các bạn sẽ chế không chỉ thử cái quạt mà sau này các bạn còn thử vào việc khác nữa, thử vào lốc máy có IC công suất của bo điều hòa có xuất lệnh điều khiển máy nén hay không. Các bạn có thể sử dụng cái bo này, thì cái bo này nó có cái tính năng khác nữa, thì các bạn cứ chế lấy một chiếc để khi mà chúng ta sửa chữa thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều đó. Thế thì khi mà các bạn chế được một cái mạch như này rồi, thì khi mà chế được cái mạch như vậy rồi mà các bạn gặp phải một cái trường hợp là gì, cái quạt chỉ có 3 chân UV kép như này mà nó không chạy chẳng hạn, thì sau khi các bạn kiểm tra cuộn điện ok, trục quạt ok, thì các bạn sẽ gì, các bạn sẽ rút cái giác quạt ra và các bạn sẽ kẹp ba cái chân UVV kép trên cái bo chúng ta vừa chế như này vào cái vị trí giác cắm của quạt, và chúng ta sẽ bật máy chạy thử lên. Nếu như mạch điện mà xuất lệnh được cho cả ba bóng led này cùng sáng thì chứng tỏ là cái quạt này của chúng ta bị hư hỏng. Còn nếu như mạch điện gì không xuất lệnh được cho cả ba bóng cùng sáng đó, thì cái gì nguyên nhân hư hỏng thuộc về mạch điện các bạn nhé. Đó là cách chúng ta loại trừ nhanh nhất. Rồi, do cái thời lượng quay video clip nó không được nhiều nên mình cố gắng diễn giải ngắn gọn nhất để cho các bạn hiểu được. Thế thì bạn nào mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có thể xem đi xem lại để chúng ta hiểu rõ hơn về cái cấu tạo quạt cũng như là cái cách mà chúng ta kiểm tra. Rồi, đối với loại quạt tiếp theo, đó là loại quạt gì? Có bo công suất ở bên trong. Có bo công suất ở bên trong như này đó, loại quạt có bo công suất ở bên trong như này. À thôi, loại quạt này mình sẽ nói cuối cùng đi, mình sẽ nói cho các bạn về cái loại quạt này. Chúng ta nói luôn cái loại quạt này, cái loại quạt mà gì có 3 chân UVV kép và có các cái chân phản hồi tốc độ ở bên trong, à cái chân sung hen, vẫn là cái loại mà không có IC công suất bên trong nhưng mà lại có gì, có tín hiệu sung hen phản hồi. Thế thì cái loại quạt này thì nó lại có hai cái vấn đề xảy ra hư hỏng, đó là gì, ngoài việc chúng ta kiểm tra cuộn điện và hóc trục ra, hóc rotor ra, thì nó còn liên quan tới cái sung hen phản hồi tốc độ. Chúng ta phải kiểm tra thêm phần sung hen phản hồi nó có tốt hay không. Thì khi mà gặp phải cái hiện tượng mà quạt không chạy được thì các bạn ngoài cái việc kiểm tra ba chân đấu điện ra và hóc trục quạt ra thì các bạn cũng cần kiểm tra cho mình. Thứ nhất là các bạn cũng phải cần kiểm tra xem là gì. Các bạn cũng cần phải kẹp một cái mạch các bạn đã chế sẵn như lúc nãy, giống như các bạn kia vào cái chân UV kép và các bạn chạy thử xem là gì, cái mạch điện nó có xuất lệnh điều khiển từ IC công suất cho ba cái bóng led này sáng hay không. Nếu ba bóng led này vẫn sáng mà quạt không chạy được thì chứng tỏ là cái quạt của các bạn gặp hư hỏng chứ không phải cái mạch điện gặp hư hỏng. Còn khi mà các bạn thấy quạt vẫn chạy được nhưng mà chạy ở dạng gì, giật hoặc hóc hóc, tức là chạy bất thường gì đấy, thì các bạn cần phải kiểm tra thêm tín hiệu sung hen của cái quạt này nó có gặp bất thường gì hay không. Thì đây mình đã vẽ sẵn một cái sơ đồ chân như thế này, mình đã vẽ sẵn một cái sơ đồ chân của cái loại quạt 7 dây như thế này để mình giới thiệu cho các bạn. Thì ở đây thì ba cái chân đầu tiên mà đứng đều nhau như thế này là ba chân UVV kép giống như mình đã vẽ ở đây. Chân tiếp theo là dây màu đen là chân gì,
chân mát GND. Chân tiếp theo là dây màu nâu là chân nguồn cấp 5V. Như vậy hai cặp chân đầu tiên đen nâu là nguồn cấp cho cái mạch ICHEN nằm bên trong quạt này. Chân cam và dây màu xanh là hai cái tín hiệu sung hen. Như vậy trong quạt này có hai ICHEN sẽ gì phản hồi hai sung hen về. Đó, thì tại sao người ta lại phải sử dụng hai ICHEN ở trong quạt này? Đó là vì người ta muốn kiểm soát được cái tốc độ quay của cái quạt này chính xác hơn. Thế còn những cái quạt thông thường như chúng ta sử dụng quạt AC ấy, người ta chỉ dùng có một gì? Quạt AC như này này. Thì chúng ta chỉ dùng có gì? Ngoài hai cái chân cấp nguồn là 5V và GND ra thì chúng ta chỉ có một chân sung hen duy nhất. Đó là vì trong quạt này người ta chỉ sử dụng một ICHEN. Còn trong quạt này người ta sử dụng gì? Hai ICHEN. Thế thôi. Nó cũng không khác nhau gì cả các bạn nhé. Đó, thế thì để kiểm tra cái hư hỏng liên quan đến cái bệnh của quạt này thì mình vừa nói rồi. Các bạn gì? Nếu bệnh quạt không chạy được thì các bạn phải kiểm tra gì? Chân UVK xem điện trở còn không. Và các bạn kiểm tra xem, các bạn kẹp cái mạch như này vào cái chân UVK trên mạch điện xem là gì? Mạch điện IC công suất của cái điều khiển quạt đấy nó có xuất lệnh để điều khiển được ba cái bóng LED LED này cùng sáng hay không, hay nó bị mất một pha hay như thế nào thì chúng ta mới có kết luận được nó hư hỏng. Nếu mà gì mạch điện xuất lệnh cả ba bóng cùng sáng mà quạt không chạy được là lỗi tại hỏng quạt các bạn nhé. Còn mạch điện không xuất lệnh cả ba bóng cùng sáng được là hỏng IC công suất quạt nằm ở trên bên mạch các bạn nhé. Còn nếu mà quạt chạy ở trạng gì giật giật hóc hóc thì các bạn phải kiểm tra xem sung hen của cái quạt này nó còn làm việc tốt hay không. Để đo được tín hiệu sung hen của cái quạt này có làm việc tốt hay không thì các bạn là tốt nhất là các bạn sẽ nên đo trực tiếp ở trên mạch điện, hoặc là các bạn sẽ phải nhấc ra ngoài, các bạn rút rắc cắm ra và các bạn cấp nguồn vào hai cái chân gì GND và 5V như thế này, rồi các bạn sẽ đo chân mát với chân F1, F2, rồi các bạn gì từng chân một các bạn sẽ xoay cái lu gió cái trục quạt này. Nếu các bạn thấy tín hiệu nó gì lên rồi về là ok, còn nó không lên về được là bị hư hỏng tín hiệu sung hen các bạn nhé. Thế thì mình khuyên các bạn là cái quạt này thì tốt nhất các bạn nên đo luôn ở trên cái mạch điện để chúng ta đỡ phải cấp nguồn nhì nhằng. Đấy, còn nếu không các bạn nào mà ngại làm như vậy thì chúng ta sẽ nhấc cái quạt này ra ngoài và chúng ta sẽ cấp nguồn vào hai cái chân đen nâu tức là chân mát và chân 5V này. Rồi chúng ta sẽ đo cái chân tín hiệu này. Thì sau đây mình sẽ đo minh chứng một cái loại quạt AC, thì nguyên tắc đo nó cũng giống vậy thôi. Thì cái quạt AC mình đang để ngoài nó dễ hơn là cái quạt này. Thì quạt này thì cái rắc cắm của nó đang cắm như này, mình cũng ngại tháo ra thì thôi mình sẽ không tháo nữa, mình sẽ lấy luôn cái quạt này mình hướng dẫn các bạn. Còn nguyên tắc đo thì nó giống nhau thôi, các bạn cứ cấp nguồn cấp vào cái chân đen nâu này cho nó để cho ICHEN có nguồn làm việc, rồi sau đó các bạn sẽ đo chân mát với cái chân phản hồi về, chúng ta sẽ xoay như này. Thì rất nhiều video clip mình đã chia sẻ cách đo IC sung hen từ máy giặt cho đến sung của quạt rồi. Bạn nào nếu mà có điều kiện tham khảo thì các bạn hãy tham khảo video clip chia sẻ trước đó của mình để hiểu thêm về các nguyên tắc hoạt động của cái ICHEN, để các bạn nắm vững được về các loại tín hiệu phản hồi từ cái máy giặt hay là cái động cơ quạt hay là bất cứ một cái gì sử dụng cái sung hen phản hồi, thì các bạn sẽ có hiểu biết rõ ràng hơn và sâu hơn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành đo một cái ví dụ cho các bạn xem là đo sung hen nó như thế nào.